Một hình chữ nhật có diện tích bằng biết chiều dài bằng 5/2 chiều rộng tính chu vi. Rồi. Chúng ta thử đọc đề, hiểu đề đã nhá, xong thầy sẽ phân tích. Câu 1 luôn. Nó là câu 1 luôn đấy. Nào, bạn nào ra, bạn nào nhớ được hướng giải bài này không? Ừ, đúng rồi. Vẽ sơ đồ, đúng rồi lớp. Vẽ sơ đồ. Nhưng bài này chúng ta nhìn này, đồ bài cho diện tích nhá, chứ không phải cho chu vi. Thầy ơi, thầy chữ to nhưng thầy không nhìn thấy chữ. Ok, xong con không mang kính. Nào bây giờ nhá. Cả lớp đồng ý là vẽ sơ đồ không? Nhưng các bạn đọc không kỹ đề là tưởng đây là chu vi, xong lại tính nửa chu vi, xong lại là tổng tỉ đúng không? Nhưng mà thế là sai. Đây là gì? Đồ bài cho diện diện tích. Vậy là chúng ta vẽ sơ đồ bằng cách là chúng ta vẽ luôn ở trong cái hình đấy nha. Đây là 5 phần này. Thầy vẽ bé bé thôi cho nó tiết kiệm nha. Các con nhìn đây đúng 5 phần không? Chiều dài 5 phần, chiều rộng là 2 phần bằng nhau. Và ta nối lại để đưa ta chia thành các hình vuông nhỏ. Chia nhỏ thì thành hình vuông nhá. Được chưa? Nào, đúng chiều dài bằng 5/2 chiều rộng không cả lớp? Rồi, các bạn vẽ cho thầy nhé, vẽ nhanh nhá. Hôm nay thầy chữ văn tắt rồi. Đó, thầy lấy một điểm, lấy cái hình vuông này. Đấy, vẽ chưa? Ồ, vẽ chưa? Vẽ đi. Trong vở chúng ta, vở ô ly chúng ta vẽ dễ rồi đúng không? Con vẽ chưa? Con vẽ chưa? Ừ. Nào, thứ kẻ đâu? Thứ kẻ đâu? Tuấn à? Tuấn Minh à? Con tiến gì nhỉ? Tuấn Quang. Quang Tuấn. Quang Tuấn, thứ kẻ đâu? Ừ? Đây, thứ kẻ đây thì sao lại quên? Quang Tuấn này buổi đầu à? Buổi đầu. Ừ. Nào, thế vậy là từ đây nhá. Còn bạn nào chưa vẽ xong hình không? Đấy, nên là vẽ nhanh vì thế, đúng không? Ok, vẽ xong đi, xong thế rồi. Ừ. À, thầy đánh dấu rồi. Đánh dấu rồi. Chúng ta không cần đánh dấu nhá. Thầy đánh dấu để tí thầy nói cho các con dễ hiểu thôi. Rồi, đánh dấu thôi. Nào, vậy là chia thành mấy hình vuông các con? 10 đúng không? Vậy mỗi hình diện tích là bao nhiêu? 100. 100 điểm 10 x 10. Vậy tìm được cạnh không? Tìm được, đúng không? Đó. Rồi, vẽ thông đánh dấu rồi nhá. Chúng ta có này, diện tích của AMNP bằng 1000 chia 10 bằng 100. Đúng không? 100. Đây là mét vuông. Mét vuông, không cần đâu. Thấy không? Mét vuông. Đấy, chúng ta lại có là 100 thì bằng 10 x 10. Đó. Lúc thì 64, lúc thì 81, lúc 100. Đúng không? Đó. Nên chúng ta sẽ tìm được cạnh AM bằng 10 mét. Rồi, đến đây dễ rồi nhá. AM bằng 10, cạnh này là 50, cạnh này là 20, tổng
chiều dài chiều rộng nhân đôi là ra, đúng không? Ok, xong nhá. Ok, thầy vẫn đợi đấy. Đấy. Chúng ta không cần làm đến đoạn này. Sau này chúng ta làm quen này, đến đoạn nào mà dễ rồi, biết cách làm rồi thì thầy chấm chấm chờ chấm nhá. Thầy không truyền bày chi tiết ra, đúng không? Ờ. Thầy biết chữ đi tí thầy. Đây thầy viết nốt này, A B thì bằng 10 nhân 5 bằng 50 mét. AD thì bằng 20 mét. Thế rồi, xong tính chu vi là sao, đúng không? Ok, xong. Diện tích AMNP, diện tích hình vuông, đúng không? Nào, các bạn nào còn lăn tăn bài này không? Quỳnh Chi hiểu chưa con? Chi? Ok. Ok con, đó, dễ đúng không? Tiếp nhá. Đó là câu số 2. Một hình chữ nhật có diện tích là 455 mét vuông, nếu tăng chiều rộng thêm 4 mét thì diện tích tăng thêm 140, tìm số đo chiều rộng. Làm 3-4 lần rồi nhỉ, đúng không? Được con ạ. Được. Đấy. Thế bây giờ để mà có bạn nào nhà mà chúng ta nhớ cách giải, nhớ hình dung đầu ấy thì có thể không cần vẽ hình, đúng không? Nhưng mà để an toàn nhất là chúng ta vẽ hình, được chưa? Đây. Để vẽ một cái hình nhỏ nha. Đó. Hình chữ nhật ban đầu là ABCD. Đúng không? Đồ bài này, biết tăng chiều rộng. Đây, thầy tăng chiều rộng lên. Bốn mét. Dạ. Tăng chiều rộng 4 mét. Thì diện tích tăng thêm 140 mét vuông. Thì diện tích tăng thêm 140 mét vuông. Vậy là chúng ta đánh dấu đây là 140 mét vuông. Đó. Xong, vẽ xong hình, đúng không? Có làm không thầy? Ừ. Ờ đúng, làm quá nhiều nên thầy sẽ hỏi luôn nhá. À, Gia Khải nào? Văn mẫu rồi đúng không? Gia Khải. Tính cái gì đây nào? Tính gì? À, bạn nói chưa nhỉ? Gia Khải nói chưa nhỉ? Thế nghe hơi bé. À, Gia Khải có mở mic thế nghe nào Gia Khải? Ờ, Gia Khải nói đi, thế nghe được rồi đấy. Rồi. Lại bị tắt rồi. Có thể nói lại cho nó. Đúng rồi. Chắc mic có vấn đề rồi. Tâm Anh nào? À Tâm Anh nghỉ. Gia Bảo. Gia Khải cũng được, Gia Bảo nào. Thôi thầy nói luôn nhá. À ta nhìn vào hình này. Hình này rõ chưa nào? Đúng không? Nào thì mới Tâm nào. Ừ. À đúng rồi. Tức là hình chữ nhật này
DCMN chúng ta biết diện tích, biết một chiều, chúng ta sẽ tính được chiều còn lại, đúng không? Thế thôi. Và từ đây chúng ta được là chiều còn lại chính là chiều dài của hình chữ nhật, đúng không? Chúng ta được là CD bằng 140 chia 4, đúng không? Ta được 35 mét. Xong. Nhưng đồ bài hỏi gì? Tính chiều rộng, đúng không? Vậy chiều rộng BC. Rồi. Đầu bài lại cho diện tích ở đây là 450 5 mét vuông, nên chúng ta lại lấy diện tích chia cho chiều dài ra chiều rộng, đúng không? Mày ơi. À. Chiều rộng BC lúc đấy. Chiều rộng BC nhá. Đây chiều dài này. Chiều rộng này. Đâu, cái này là 4 phần, đây là 3 phần nhá. Đấy, hơn nữa là kéo dài chiều rộng ra, con hiểu không? Đó. Đấy. Đó. Và chia ra thì ta được 3 10 13 đúng không? 13 mét. Nhá. Đó, xong rồi. Có dễ không nào? Văn mẫu rồi, đúng không? Nào, con ai chưa hiểu cái cách tính nào nào? Đấy. Cứ biết hình chữ nhật, biết diện tích, biết chu vi và biết một chiều là sẽ tính được chiều còn lại nhá. Xong nhá. Đó, đúng đấy. Nên thầy kết luận chiều rộng là gì? 13 này. Đúng không? Mình vừa tính được chiều dài xong tính chiều rộng nữa. Chiều rộng lại là diện tích chia chiều dài. Đấy. Nên là bạn nào không để ý là đến đây là xong là bị nhầm nhá. Đúng không? Dễ bị đánh lừa. Đấy. À, tôi không xóa đâu. Đấy, bây giờ sang đến hình thoi. Câu này thì không cần vẽ hình nhá. Đừng ai đi vẽ hình, đúng không? Nào, nghĩ ra về một phút nào. Nhắn đây đa số nhá. Câu này thôi nhắn về đa số đó. Không biết, cứ làm đi. Ừ, nhanh thế, Tuấn Kiệt nhanh thế, thầy chưa nhẩm ra. Bây giờ thầy mới nhẩm này. Không phải câu này. Chứ bài ban nãy tổng hiệu rồi nhá. Dễ quá, câu này. Cho hình vuông, biết cạnh hình vuông đó bằng cạnh hình vuông thông qua tính diện tích hình vuông. Không biết. Tự nhớ chị. Thế thầy mới cho ôn lại. Thầy nói phát là ra luôn. Giang làm đi. Đúng rồi. Mới có hai bạn nhắn. Bao nhiêu? 196. Đúng rồi. Nào, Giang Nam nào. Dễ rồi, nó hỏi luôn. Giang Nam làm nào, Giang Nam. Nam ơi. Có Nam không nhỉ? Nam mở mic thì nghe nào. Ừ. Ngọc vậy. Ngọc mở mic Ngọc ơi. Đúng rồi. Ừ, gọi lời phát biểu nhỉ. Ngọc đâu? Ngọc lại chạy đi mất rồi. Vừa gọi phát chạy luôn. Rồi, dễ rồi đúng không? Đầu bài cho này. Hình vuông có
bằng chu vi của hình thoi có cạnh 56, vậy chúng ta tìm được cạnh hình vuông thôi, đúng không? Cạnh hình vuông đấy là 56 chia 4, đúng không? Chúng ta được là 14 mét. Đấy, từ đó chúng ta tìm được diện tích hình vuông bằng 196 đơn vị, đấy, đơn vị cm nhá, cm vuông. Đấy. Thế cho bài này bởi vì là có thể có bạn sẽ quên cách tính chu vi hình thoi nhá. Hình vuông thì nhớ, hình chữ nhật thì nhớ, nhưng mà hình thoi là có bạn sẽ quên. Đúng không? Có ai quên tự giác mở nào. Diện chu vi là tổng độ dài các cạnh, đúng không? Hình thoi có 4 cạnh bằng nhau nên là cạnh hình thoi nó sẽ là chia 4 nhá. Được chưa? Ừ. Ok, thế đấy. Nên là chu vi nó sẽ nhân 4 thì tìm được cạnh chúng ta sẽ là phải chia 4. Đây, bài này thì hơi lạ một tí thôi. Ok, con chép đi. Chép chậm nhỉ. Câu số 6. À, con ơi, con không phải chép đề bài đâu nhá. Đề bài là có trong phiếu rồi nhá. Con hiểu không? À, trong con đọc, mẹ chưa tải phiếu về à? Ừ, ok. À, tức là nhà con không có máy in đúng không? Rồi. Hạt nào, thầy bảo quái chép sao lâu vậy? Làm nào để mẹ... Thực ra chỉ cần bảo mẹ tải cái file đấy về máy, chúng ta mở file lên là được nhá. Đúng không? Xem thầy câu tiếp theo nào, con xong chưa? Thầy chuyển bài nhá. Đấy. Một hình chữ nhật có diện tích 850, nếu tăng chiều dài lên 4 lần, chiều rộng 3 lần thì hình chữ nhật mới có diện tích là bao nhiêu? Đừng hỏi vội, nghĩ đã. Câu 6 trong phiếu. Ừ, đợi đây xem tí. Tuấn Kiệt à? Tuấn Kiệt chưa đúng đâu, xem lại đi. À dạ vâng, ok. Rồi, Gia Bảo đúng rồi đấy. Minh Hiếu đúng rồi. Tuấn Kiệt ok, sửa đúng rồi đấy.
Bảo Hân xem lại nhá. Bài này giống hệt bài đầu tiên mà, đúng không? Nào, Tuấn Kiệt nói cách làm. Tuấn Kiệt ừ, 3 x 4 bằng 12. Tiếp ừ. Đó, bây giờ đúng rồi, bây giờ làm sao để giải thích cho các con là vì sao lại lấy 3 x 4, đúng không? Bây giờ nhá, các con nhìn này, khi mà chiều dài tăng gấp đôi thì diện tích tăng gấp mấy lần cả lớp? Diện tích tăng gấp 2. Chiều dài tăng gấp 3, diện tích tăng gấp mấy lần? 3. Đúng không? Hả? Đúng rồi. Đấy, thì thầy đang ví dụ nhá. Khi mà tăng diện tích, tăng chiều rộng lên 5 lần, giữ nguyên chiều dài thì diện tích sẽ tăng lên mấy lần? 5 lần, đúng không? Đây thầy lấy ví dụ minh họa nhá. Đây thầy có một cái hình đây. Hình đây. Không cần vẽ nhá. Đó, khi mà thầy tăng chiều dài lên 2 lần, giữ nguyên chiều rộng, đúng không? Thì chúng ta thấy diện tích tăng lên 2 lần không? Đúng chưa? Nhá. Thế vậy là do đó giờ thấy này, khi chiều dài tăng lên 4 lần thì diện tích tăng lên 4 lần. Và chiều rộng tăng lên 3 lần thì diện tích tăng thêm 3 lần nữa. Vậy thực ra là diện tích mới nó sẽ là tích của... Diện tích mới của hình chữ nhật mới. Là đầu tiên nhá, diện tích cũ là 850 đúng không? Rồi, chiều dài tăng gấp 4 lần thì tăng lên 4 lần. Nhưng mà chiều rộng lại tăng thêm 3 lần nữa. Vậy phải nhân với 3. Ở nên ghi thế này để thể hiện rõ là tăng lên 4 lần và tăng lên 3 lần. Đúng không? Không cần vẽ hình con ơi. Chứ hình này thầy vẽ. Đấy. Nào con nhớ chưa? Chiều dài tăng lên bao lần thì diện tích tăng lên bấy nhiêu lần? Chiều rộng cũng vậy. Và chúng ta sẽ tính được là 1, 0, 2, 00 đơn vị là cm vuông. Đó, thế chưa nào? Quân hiểu chưa con ơi? Quân, Khánh Quân. À, Quân nghỉ. Tuấn hiểu chưa? Không Tuấn. Tự làm được bài này không? Được không? Rồi, bây giờ đến một bài hơi khó hơn tí nhá. Bài hơi khó tí. Các con chép xong chưa? Bạn lại ai bảo chép đề nhỉ? Bạn lại ai bảo chép đề nhỉ? Hả? Việt Anh chép xong chưa con? Việt Anh? Ờ, xong bỏ thầy nhá. À, ờ. Đây, bài này. Nào, đọc đề. Bài nào nó chuẩn bị? Tự đối chiếu đi. Đây là bài số 8 trong phiếu. Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi là 84m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Nếu thêm chiều dài 8m thì chiều rộng phải thêm bao nhiêu để được hình vuông? À, cũng dễ nhỉ, không phải khó đúng không?
Ừ, để xem nào. Này máy này hay bị lắm. 42 7 6 6 3 18 24 13 12 17. Rồi, Minh Tường đúng rồi. Huyền tính nhầm rồi, Huyền tính lại thế nào? Đúng chưa thầy ạ? Việt Anh chưa đúng. Mạnh Tường ok rồi. Ờ. Lê Nam ơi, đầu bài hỏi gì mà tính mét vuông nhỉ? Hỏi là chiều rộng tăng lên bao mét mà? Còn bao nhiêu? 30 à? 34. Chưa đúng. Ừ. Thầy ơi, em không mê được. Không comment được à? Rồi, Khánh Huyền vẫn tính nhầm nhá. Bảo Ngân đúng rồi. Mai Ngọc đúng rồi. Mạnh Hùng đúng rồi. Quỳnh Anh đúng rồi. Bao nhiêu? Đầu bài hỏi là tăng chiều rộng thêm bao nhiêu mà? Thái Hòa ok. Tú ok rồi. Cẩm Tú vẫn chưa khỏi ốm mà. Có phải Tú? À ok ok. Ok, Tú đúng rồi nhá. Nào, Tú nói cách giải nào Tú. 14. Tú nào? Các bạn chưa tự nghe. À, đầu tiên là đầu bài này cho chu vi và chiều rộng và chiều dài tỷ lệ 3/4. Vậy đó là toán gì? Tổng tỷ đúng không? Sau đó chúng ta sẽ tính chiều dài và chiều rộng, được chưa? Đầu tiên chúng ta tính nửa chu vi. Nửa chu vi của hình chữ nhật, đúng không? Là 84 chia đôi bằng 42 mét. Đấy, vậy chúng ta đưa về toán tổng tỷ nhá. Tổng và tỷ số, đúng không? Tiếp theo là tính gì nào Tú? Chiều rộng, chiều dài, đúng không? Rồi, tiếp theo chúng ta tính hai chiều rồi, đúng không? Chiều dài, chiều nào trước được, đúng không? Của hình chữ nhật. Đó, bạn nào mà quên công thức tổng tỷ thì tiện đây chúng ta nhớ nhá. Lấy tổng chia tổng số phần rồi nhân số phần tương ứng là 4, ta được là 24 mét. Đấy. Đây là tính chiều dài. Rồi xong tính chiều rộng rồi, đúng không? Chiều rộng. Chia 3 cộng 4. Con nhớ công thức không? Chia cho tổng số phần nhá, đúng không? Chiều rộng đó, dễ dàng tính được, đúng không? 42 trừ 24 ta được 18 mét. Ok, bao nhiêu? 24 cộng 8
Ừ, chuẩn luôn. Đó. Chiều rộng, chiều dài là 4 phần mà nhá. Đúng không? Đó, chứng tỏ quên công thức. Được chưa? Rồi, bây giờ chiều dài thêm 8 này. Chiều dài thêm 8 này. Thêm 8. Vậy là chúng ta tính được chiều dài mới là 24 cộng với 8, đúng không? Được chưa? Chiều dài mới là 24 cộng 8. Thế bây giờ chiều rộng mở thêm bao nhiêu? Thì chúng ta thấy này, chiều dài mới là 24 cộng 8 bằng 32 mét. Mà chiều rộng đang là 18 mét. Thì chúng ta phải mở rộng, chúng ta phải làm phép tính trừ, đúng không? 32 trừ đi 18 là được 14 mét. Đúng không? Tức là phải thêm 14 mét nữa thì mới được là hình vuông, đúng không? Vậy chúng ta sẽ làm gộp phép tính ở đây, đúng không? Đấy. Chiều rộng cần mở rộng thêm 2 chấm, đúng không? Chiều dài là 24, mở rộng thêm 8, ta được hình vuông là 32, cạnh 32 trừ đi 18 thì ta được là 14 mét. Đáp số 14 mét, đúng không? Ừ. Bạn tâm thì trừ sai. Đấy, chúng ta thấy ẩu không? Có bạn thì vẽ sơ đồ sai, có bạn thì trừ sai. Đấy, có bạn thì đọc nhầm, đúng không? Đấy. Nói chung là 1001 lý do, đúng không? Nhầm. Thu Hà hiểu bài này chưa con? Thu Hà. Ừ, con hỏi gì đấy? À ok. Rồi, con chưa hiểu đoạn nào? À ok, nhá. Đầu tiên thì tóm tắt đề bài này. Hình chữ nhật có chu vi là 84 và chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Thì chúng ta sẽ tính được chiều dài và chiều rộng. Đấy, thì bước đầu tiên con tính nửa chu vi nhá. Bước này ok rồi đúng không? Đó. Thế con nhớ bài toán tổng tỉ không? Đó. Thì tổng tỉ nhá, thì chiều dài là mấy phần? Chiều dài là 4 phần. Đây, 42 chia cho tổng số phần này ra 1 phần rồi nhân 4 chúng ta ra chiều dài 24 mét. Ok đoạn này rồi đúng không? Rồi, tiếp chiều rộng. Lấy nửa chu vi trừ đi ra 18 mét xong nhá. Rồi, chắc là con chưa hiểu đoạn cuối đúng không? Đây đoạn này. Thì đầu bài bảo này, nếu thêm chiều dài 8 mét. Đây, chiều dài là 24 đúng không? 24 thêm 8 mét là bao nhiêu? Cộng với 8 ta được 32, đúng không? Đó. Thì chiều rộng thêm bao nhiêu để trở thành một hình vuông? Chiều rộng đang là 18 mà để có cạnh là 32 thì chúng ta phải thêm bao nhiêu? 14 thì mới trở thành hình vuông được, đúng không? Nên thầy làm gộp phép tính 24 cộng 8 trừ 18 thì bằng 14 nhá. Rồi, con ok chưa? Xong nhá. Em chụp chưa? Chụp chưa nhỉ? Sao lại phải trừ 18? Trừ đi chiều rộng mà nhá. Phải thêm bao nhiêu mét mà, đúng không? Ok. Câu 9. Câu 9. Thầy vấn đề đây thì các bạn trình bày nhé. Bạn nào chưa trình bày xong thì... Thầy ơi, ờ. Cái bài... Bạn nào con? Chuyển cái chiều dài tăng xuống cái phần chuyển. À đúng rồi, đấy chính là dạng đấy đấy. Chúng ta phải vẽ hình ra nhá. Vẽ hình ra thì chúng ta sẽ biết là phải chuyển. Nào, tự vẽ hình đi, phải không vẽ trước nữa. Vẽ hình mới nhớ được. Nào Quang Tuấn vẽ nào. Trinh, Tâm, Giang Ngân. Cái
Dạ thưa đi. Rồi, nhanh nhé. Rồi, đợi tí cho cái bảng đã. Ừ, đợi tí. Tự kiểm tra lại đi, tại sao có phải hỏi nhỉ? Đúng không? Thay vì tự kiểm tra, chúng ta tự kiểm tra. Để đi thi xong hỏi được, đúng không? Thầy vẽ cái hình nhá, không thầy xem các bạn tự kiểm tra đi, trong lúc thầy vẽ hình chúng ta tự kiểm tra. Đây lại vẽ hình đây. Vẽ bé bé thôi, đúng không? Cho nó xinh xắn. Khi mà vẽ chúng ta nên đặt tên luôn cái hình ban đầu là ABCD, đúng không? ABCD. Nếu tăng chiều dài và chiều rộng thêm 2. Đây thầy tăng thêm 2 đây. Đó. Nào, chiều rộng tăng thêm 2. Nhá, đánh dấu đây là 2 m. 2 m. À cm. Đó. Thầy cũng bị nhầm đúng không? Có cần đặt. Có chứ, sai luôn những trừ điểm gì. Thì diện tích tăng lên 70. Đặt đây là M, N, P. Đó, thì tích tăng lên 70. Tính chu vi hình chữ nhật. Ờ, à, đợi đây đi. Đó, đó. Một trăm bốn á, nhầm rồi. Tính lại, chu vi 66, 74, à nhiều đa số thế à? 70, 35. Ai ra đa số 66 đúng? À, Việt Anh ok, Tuấn Kiệt ok. Quang Tuấn nghĩ chưa? Quang Tuấn. Giang Ngân nhớ cái làm này không? Rồi, các bạn đều nhớ là chúng ta phải chuyển cái hình này xuống đúng không? Hình này là hình méo mó nhá.
Hình chữ L không có cung dính đúng không? Chúng ta phải chuyển xuống. Đây, thầy chuyển xuống này. Được chưa? Chuyển xuống bên dưới nhá. Để chúng ta được một hình chữ nhật đúng không? Bây giờ thầy đo này. Các con đo này. Đó. Chiều dài đây. Nhá. Đó. À, thầy đặt đây là MN IK nhá, đặt cho dễ gọi đúng không? Đây, thầy chuyển phần này xuống đây. Chuyển cái phần này xuống đây. Đúng chưa? Đấy thì lúc đấy là cái phần này nó trở thành cái phần tăng thêm nó trở thành hình chữ nhật. Đó, 2 mét thầy chuyển xuống 2 mét đây. Đó, các con vẽ thầy hình đấy nhá. Cứ vẽ lại cho nhớ. Quang Tuấn. Quang Tuấn là không vẽ hình à? Tuấn. Ừ, vẽ đi chứ. Vẽ thế vở không có à? Thế tại sao không vẽ vở? Quang Tuấn. Đó. Châu nào? Đến đây nào tiếp Châu. Quỳnh Châu. Quỳnh Châu ơi. Quỳnh Châu đang nghỉ à? Quỳnh Châu ơi, Quỳnh Châu nghe thấy nói không? Ừ, đến đây làm tiếp Quỳnh Châu. Đâu. Đầu bài bảo diện tích tăng thêm 70 mà, chứ phải chu vi đâu. Nào, thế cái phần nào trên hình của thầy là 70 cm², Châu? Hình nào, con đọc tên nó về hình nào nào? Đây nhá, tăng thêm là cái phần này đúng không? Đúng chưa? Đó, nhìn thấy chưa? Rồi, tăng thêm là phần này, các con hiểu chưa? Thế mình chuyển phần này xuống đây. Thì cái phần tăng thêm chính là hình chữ nhật DPKI. Con hiểu chưa? Đấy, vậy tiếp hình chữ nhật này, DPKI bằng 70 cm². Nào, hiểu rồi chưa? Hình chữ nhật tăng thêm nhá. Chuyển phần này xuống mà nên trở thành chữ nhật mà. À, hiểu xong bước này lại nhá. Tâm với Trinh hiểu không? Rồi. Châu hiểu chưa? Đúng rồi. Thế xong hình chữ nhật này, các con nhìn này. Hình chữ nhật này biết diện tích, biết một chiều là 2, chúng ta tính được chiều còn lại chính là PK hoặc là DI đúng không? Chúng ta có là PK thì bằng 70 chia cho 2 ta được 35 cm. Đó, tính được PK bằng 35. Được. Ừ. Cứ từng bước một đã nhá. Con trình bày từng bước một. Ai không hiểu bước nào hỏi luôn. Hai con hiểu chưa? Quang Tuấn không nghe. Quang Tuấn. Rồi. Đây nhá. Con nhìn diện tích này. DPKI bằng 70 đúng không? Thì biết một chiều thì chiều còn lại là lấy diện tích chia 2 mà. Đúng không? Ok. Nào, tiếp rồi. PK 35 này. Chúng ta nhìn này. Nhá, chúng ta nhìn này. Đây chúng ta nhìn PK nhá. Nếu mà chúng ta trừ đi 2. Trừ đi 2. Đây. 2 cm. Thì chúng ta có thể được là cái đoạn QI cộng với CD không? Đó. Mà QI cộng CD chính là BC cộng CD, chính là nửa chu vi của hình chữ nhật ABCD, đúng không? Đấy nhá. Đây chúng ta nhìn này, cả cái đoạn DI, đây DI luôn. DI bằng 35 này. Chúng ta trừ đi đoạn này là 2 này. Thì chúng ta được QI cộng với CD.
mà QI cộng CD chính là CB cộng với CD và chính là nửa chu vi. Vậy từ đây chúng ta sẽ tính được là DC cộng QI bằng 35 trừ 2 bằng 33 cm. Được chưa? Tính được tổng hai đoạn. Mà tổng hai đoạn này chính là nửa chu vi, do đó chúng ta tính được chu vi, đúng không? Con cộng 2 là 66 cm. Đúng rồi, con cộng 2 thì nó mới ra đáp số nó bị sai, đúng không? Đúng rồi, trừ đi 2 không? Trừ đi 2 mà, nhá. Đó. Xong nhá. Con phải nhìn hình của thầy mới hiểu được chứ. Bác sư vừa giải thích đây. Con nhìn lại em hiểu không nào? Đây thầy giải thích sao trừ đi 2 nhá. Nhìn này, trụ nửa chu vi này, CD cộng BC thì chính là CD cộng QI, đúng không? Hai đoạn này cộng lại thì phải trừ đi 2 nhá, đúng không? Đó. Thế là các bạn không nhìn được hình mà cứ máy móc trừ với cộng là sẽ dễ bị nhầm nhá. Đấy, có bạn lại quên trừ đi 2, được chưa? À ok, cách nào nữa con? À, tính diện tích hình vuông này đúng không? Là 4 đúng không? Rồi. Lấy 70 trừ 4 bằng 66. Rồi, 66 chia 2 thì ra được tổng hai cạnh, đúng không? Ok. Rồi. Thì 70 trừ đi 4 thì ra 66 hơn. Ờ sao con? À ok con. Đấy nhá, vậy rằng này là khó nhưng mà lại rất dễ, đúng không? Thế gọi là vừa khó vừa dễ. Đây, bài này. Bài này con Tuấn làm được đấy, nhá. Nháp đi, con Tuấn nháp thầy. Một miếng đất hình thoi. Rồi đúng rồi, tức là hình thoi có chu vi là 100, con hiểu không? Đấy là cạnh, ok. Sao con? À rồi đợi đợi đi. Nhanh thế. Đây thầy tóm tắt cái đề nữa nhá, đỡ phải đọc nhiều đúng không? Đầu bài cho đường chéo này, đường chéo này ba mươi bốn mươi đúng không, chu vi 100 mét. Đấy, tính chiều cao. Đường chéo Mình yếu.
chưa đúng. Khánh Huyền cũng vậy. À, đợi dịch tí. Ok, mình yếu sửa lại, chuẩn rồi. Ê, chưa đúng. 25 mới là cạnh rồi nha. Đầu bài tính chiều cao đúng không Tuấn? Đấy, đó. Tuấn gần ra rồi đấy. Tiếp đi. An Bình ơi, đầu bài bảo tính chiều cao mà An Bình. An Bình đọc nhầm đề rồi nhá. Đúng rồi, nhưng mà đầu bài phải chín chiều cao mà. Chứ tính cạnh đâu. Còn ra chưa? Chuẩn, cứ sắp là chuẩn. Rồi, Thái Hòa nữa, đúng rồi. Minh Đăng gần đúng. Minh Đăng bị sai công thức tính diện tích, Minh Đăng tính lại. Khánh Huyền vẫn chưa đúng. Chưa đúng. Bạn nãy trên này có bạn tính là 70, chắc 35-70 cùng sai kiểu đúng nhau. Đúng không? Rồi, Mai Ngọc, đúng rồi. Bảo Ngân cũng vậy. Bảo Ngân với lại Minh Đăng là đều ra 48. Thì thầy biết nhầm chỗ nào rồi. Đó là nhầm công thức tính diện tích. Con nhầm gì ạ? Con bao nhiêu? 35 á? 35, thầy chưa biết nhầm chỗ nào. Con ra 48. Con ra 48. Con đúng chưa ạ? Việt Anh chưa đúng. Bạn ấy Thái Hòa này ok rồi, Tuấn Kiệt ok rồi, Mai Ngọc ok rồi. Rồi bây giờ hỏi bạn nhá. Tú cũng nhầm giống rồi. Tú nhầm 48 là nhầm rồi. Quên chưa chia đôi Tú ơi. Nào Mai Ngọc làm nào Mai Ngọc. Mai Ngọc. Ừ đấy, ok, Tuấn làm đúng rồi. Không, bạn này bạn ấy bảo không. Rồi, đầu tiên nhá. Đầu bài có chu vi là 100, chúng ta tính được gì? Cạnh, đúng không? Cạnh hình thoi. Là 100 chia đôi. À, chia 4, đúng không? Ta được là 25 mét. Đấy, bước này ok rồi nhá. Chắc là tất cả bạn đều tính được cạnh rồi, đúng không? Cạnh hình thoi. Nào, đầu bài cho biết hai đường chéo thì chúng ta tính được gì? Diện tích, đúng không? Diện tích hình thoi. Diện tích hình thoi. Tích hai đường chéo chia 2. Đấy, Minh Đăng với lại Tú là chưa chia 2 nhá. Bao nhiêu? 600. An Bình thì lại đầu bài là tính ấy, An Bình ấy tính diện tích đúng không? 600 mét. Ok chưa?
Nào, thì biết diện tích bên cạnh rồi, tính chiều cao không? Diện tích thì bằng cạnh. Con bị tính sai rồi ạ. Rồi, diện tích thì bằng cạnh nhân với chiều cao tương ứng, đúng không? Do đó chúng ta tính được chiều cao thôi. Lấy diện tích chia cho cạnh là 25, đúng không? Chúng ta được 24 mét. 24 nhá, trong 24. 24 là sai. 24 mà. Số này số 4 mà. Ừ. Số này là số 4 mà. Số này số mấy các bạn ơi? 4 ạ. Đấy là số. Số mấy? Đây là 4. Đây là số. Đây, số 4 mà này. Đúng rồi. Được. Số 4 ấy là cái số như này, có số 4 là những cái số mà nó không có cái đỉnh đâu. Ừ, đúng rồi. Nào, các con hiểu chưa? Bài này dễ đúng không? Có dễ không? Đấy, bạn nào nhớ công thức nhá. Phải nhớ phải chia hai chỗ này, các con nhớ chưa? Đó, các bạn nhầm 48 là chưa chia hai chỗ này nhá. Thế còn nếu mà các bạn cho ba em thì sao chị? Sao con? Ok. Nào, bước 1 chúng ta tính cạnh hình thoi, con hiểu rồi đúng không? Rồi, diện tích nhớ chưa? Rồi, thế thì chúng ta nhìn này, hình thoi này. Diện tích thì đúng là bằng cạnh nhân với đường cao không? Đúng không? Cạnh nhân đường cao. Thế biết cạnh rồi, biết diện tích rồi, chúng ta lấy diện tích chia cạnh ra đường cao. Đúng chưa? Đấy đó. Giống như là hình chữ nhật đấy. Biết diện tích ta chia cho chiều dài ra chiều rộng, chia chiều rộng ra chiều chiều dài. Đúng không? Quá dễ nhỉ. Đấy ông Tuấn. Đó, Tuấn bạn ấy tính được bước này này, đúng không? Nhưng mà chưa tính được bước này. Con bị tính sai. Con tính sai. Ai nhỉ? Ai tính biết cho thầy nhỉ? Nào, bài này. Bài 12 ừ, bài 12. Đúng mà, nào làm đi. Các bạn đã nhấn nát số rồi đấy. Nào nào thôi làm thôi. Để trêu thôi. 24 24 đều giống nhau nhá. Thế đố cả lớp tại sao gọi là 14 mà gọi là 14 mà lại 24? Đấy là do chúng ta không quen thôi chứ đúng không? Vâng. Nào tại sao gọi là 14? Tuấn nào? Bởi vì mọi người không gọi chữ 14 vẫn là thế à? 14 thầy có biết tôi chẳng biết đâu. Thầy có biết vì sao hả? Thầy có biết vì sao gọi là 14? Thầy biết chứ nhưng mà bí mật không nói. Thầy kể đi thầy. Thực ra có những cái mà không nhất thiết phải nói, nó để chúng ta phải nó trở thành bí mật mới hay đúng không? Không thôi, không hay đâu. Không hay đâu. Đúng rồi, tra Google chuẩn. Nào thôi làm bài đấy. Bài này mà ai không làm được là chứng tỏ là không được bài là không làm được. Nghe bài. Ừ. Bạn Thanh, bạn Ân Thanh, thì từ loa phát thanh.
Đúng không? Phải làm đi mới nhớ được chứ. Bây giờ chúng ta không làm, cứ nghe thấy chữ không nhớ được đâu. Ít ra phải làm, không làm được cũng phải làm. Đúng không? Nháp. Đừng tìm lại về đấy, tự nghĩ đi. Thôi thế anh xem lại. Con bấm chưa dài. Ừ, đợi tí. Chúng ta chỉ tìm cạnh là tìm diện tích được đúng không? Cẩm Tú chưa đúng, Mai Ngọc chưa đúng, Việt Anh chưa đúng, Mạnh Tường, Thái Hòa ok, Bảo Ngân cũng chưa đúng. Thầy vừa nói rồi đấy, Tuấn Kiệt chưa? Con là ai nhỉ? Tuấn Kiệt chưa? Tuấn Kiệt chưa? Con chưa mới làm cái câu này. Đúng rồi, cũng chưa đúng luôn. Thầy chưa cần nhìn đã biết chưa đúng rồi. Bởi vì hay tính nhanh nhẩu đoàn quá. Hả? Chưa đúng. Ừ. Không. Rồi, Gia Khải, Gia Khải sửa lại nhá. Vẽ cái hình ra là ra mà. Tự kiểm tra lại đi. Không trả lời lần hai. Gia Bảo cũng nhầm rồi, Quỳnh Anh cũng nhầm rồi. Ừ, đợi đây tí. Lại vẽ hình thôi, giống hệt cái bài này. Mình đăng to quá, mình đăng đa số to quá. Diện tích mà. Đây. Để vẽ cái hình vuông nhá. Không biết các bạn vẽ chưa? Rồi, đặt tên luôn. A, B, C, D. Được chưa? Mở rộng thêm mỗi cạnh 6 mét. Đợi gì gì? Thì ta được một hình vuông. Và diện tích tăng thêm giống hệt bài vừa nãy, không khác gì cả. 216 mét. Đặt đây là M, N, P, Q, H. Đó. Đấy. Đó, chỗ này chính là 216 mét vuông. Tính cạnh của hình vuông thì sẽ ra diện tích, đúng không? Rồi, Mạnh, Minh Hiếu chưa đúng nhá. Trung Dũng cũng vậy. Cao Minh cũng vậy. Chưa đúng. Bằng 24 đúng không thầy? Chưa đúng. Thế có thử 10. Chịu chưa nào? Chưa. Có thử đoán 10 là một thứ 10. Bảo Hân ban nãy thầy nhắn chưa nhỉ? Bảo Hân chưa đúng. Bảo Hân chưa đúng. Quỳnh Anh cũng vậy. Nào. Bằng 50. Quỳnh Anh tính nào? Quỳnh Anh. Quỳnh Anh nói thầy nào? Quỳnh Anh thử tính nào? Quỳnh Anh. À nói cách giải nào? Yên nghe bạn nói nhá. Quỳnh Anh nói nào? Chia 6 để ra cái gì? Hai trăm mười sáu là cả cái hình mà hình chữ L này này đúng không? Chứ không phải hình chữ nhật, đúng không?
Đây là cả hình tăng thêm là hình chữ L này này, con hiểu chưa? Này. Đó. Mà hình chữ L làm gì không có công thức tính đúng không? Thì ta phải làm nào? Ừ, ta phải chuyển này xuống, giống hệt bài nãy chưa? Đúng không? Chuyển xuống. Đúng giống không? Chuyển xuống. IK. Đó. Được chưa? Rồi, thế về đây chúng ta chính là chúng ta có diện tích của cái hình DHIK bằng 216 mét vuông. Ồ, hiểu rồi đúng không? Chuyển xuống mà nhá. Chuyển cả sang này xuống. Nào, diện tích hình này biết lại biết một cạnh. Chúng ta tính được cạnh còn lại, đó là DI bằng 216 chia 6, ta được 36 mét. Đúng không? 36 mét. Con thấy là con tính lại. Sao? Nào, hiểu chưa? Cũng được, tí đấy là cách số 2 nhá. Thầy đang giảng cách chuyển này đã. Chưa đúng. Rồi, ok chưa? Tính được DI nhá. Xong ta trừ đi mấy đây? 6 ạ. Trừ đi 6 thì được hai thằng này bằng nhau không? Hình vuông mà, đúng không? Đó, từ đó ta được là DC cộng NI thì bằng 36 trừ 6 bằng 30 mét. Đó, được tổng hai thằng này 30 nhá. Tổng hai thằng 30. Vậy cạnh hình vuông là chia đôi bằng bao nhiêu? 15. Đúng không? Từ đó ta được cạnh hình vuông DC bằng 30 chia 2 bằng 15 mét. Con biết sai chỗ nào. 15 mét. Rồi, từ đó chúng ta tính được diện tích không? Đúng không? Diện tích của ABCD bằng 225 mét vuông. Đúng không? Mà nãy bạn nào ra 225 đúng nhá. Có đúng không? Quan trọng là cho phải tự kiểm tra chứ. Nếu như con mà ra 224 thì chắc là điên rồi. Nào, chúng ta trình bày xong cách 1, em hiểu cách 1 chưa đã? Rồi. Cứ đợi tí, đợi các bạn làm xong đã. Con quên chia cho 2. Ừ. Sao thế? Cách 2 nhá. Cách 2 như vừa nãy bạn cũng với bạn nào nói, ta trừ đi diện tích hình vuông này 36 thì ta được hai hình vuông này, đúng không? Mà hai chữ nhật này bằng nhau không? Bằng nhau, đúng không? Vậy ra được là diện tích của DCQH bằng 216 trừ 36 chia 2. À, đầu tiên chúng ta phải tính diện tích của hình vuông CNPQ đã nhá. Bằng 36, đúng không? Mét vuông. Đó. Nên chúng ta tính được diện tích một hình. Đây. Chúng ta nhìn này, cả cái phần chữ L này trừ đi hình vuông thì được hai chữ nhật. Hai chữ nhật này bằng nhau nhá. Bằng nhau. Do đó ta phải chia đôi. À, thì ta sẽ được là 90, đúng không? 90 mét vuông. Thế rồi. Chúng ta biết diện tích 90 ta chia cho một cạnh thì ra cạnh còn lại, đúng không? Để chúng ta tính được CD bằng 90 chia 6 bằng 10, 15 mét. Do đó chúng ta sẽ tính được diện tích 15 nhân 15 bằng 220. Con quên chia 6. Quên là 90. Quên thế là sai đấy, đúng không? Quên thế là 54. Con đi lấy 16 kia.
Nào, bài này ok chưa? Còn ai chưa hiểu không? Rồi. Đấy, chúng ta thấy nó đâu khó đâu, đúng không? Quan trọng là về nhà chúng ta thế bảo này. Khi mà chúng ta học xong trên lớp nhá thì về nhà như chúng ta phải xem lại, đúng không? Xem lại đọc lại thôi. Đọc lại. Và chưa hiểu đoạn nào thì hỏi bố mẹ hoặc là hỏi trên nhóm cho thầy nhá.